Nghệ thuật trào phúng qua trích đoạn Hạnh phúc của một tăng gia. Các em có thể nói, cô có thể nói với các em rằng là một tác phẩm trào phúng, nếu mà chỉ gây được tiếng cười cho người đọc trong chốc lát, thì nói như nhà văn Chu Văn Sơn, thì đó là cù cho người ta cười mà thôi. Một tác phẩm trào phúng thực sự phải là một tác phẩm tạo ra được tiếng cười trào phúng ở tầm tư tưởng. Nó không chỉ làm cho người ta cười một cách sảng khoái, mà còn giúp người ta thấy được tầm tư tưởng của tiếng cười ấy. Vũ Trọng Phụng là một nhà văn như thế. Đọc đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia, các em có thể cảm nhận được tiếng cười được tác giả tạo dựng ở mọi cấp độ, từ vĩ mô đến vi mô, từ mâu thuẫn trào phúng đến tình huống trào phúng, xây dựng chân dung nhân vật, chi tiết cũng như ngôn ngữ trào phúng. Trước tiên cô trò ta sẽ cùng phân tích mâu thuẫn trào phúng trong đoạn trích này. Dấu sao thứ nhất là mâu thuẫn trào phúng. Ý nghĩa châm biếm của trích đoạn được tác giả gợi mở ngay từ nhan đề Hạnh phúc của một tang gia. Nhan đề này sẽ gây cho các em ấn tượng về độ vênh giữa hai khái niệm: khái niệm hạnh phúc và khái niệm tang gia. Rõ ràng là một sự phi lý ngược đời, bởi vì sao? Nói tang gia là nói mất mát, là nói tiếc thương và đau buồn, còn hạnh phúc là vui vẻ. Tại sao tang gia lại có thể là hạnh phúc? Nếu tang gia thực sự là hạnh phúc thì rõ ràng cả cái xã hội ấy đã suy đồi, đã bại phong về mặt văn hóa, đạo đức đến thế hay sao? Tiếc rằng sự phi lý ngược đời ấy lại là một sự thật trong gia đình của cụ Cố Hồng. Khi cụ Tổ nằm xuống thì cái chết kia đã làm cho nhiều người sung sướng lắm. Đám tang của người chết trở thành ngày hội của người sống, là cơ hội để những người sống được diễn trò, thể hiện vai diễn của mình trước bản thân thiên hạ. Qua sự ngược đời phi lý ấy, nhà văn Vũ Trọng Phụng đã nói với chúng ta rất nhiều về bộ mặt cháo trở, về một xã hội có thể nói theo cách gọi của ông là xã hội chó đều, xã hội vô nghĩa lý, một xã hội tư sản thành thị. Bây giờ chúng ta sang phần thứ hai, đó là tình huống trào phúng. Ra, tình huống trào phúng của chúng ta chính là tình huống đám ma cụ Tổ. Kem thân mến, ở góc độ văn hóa và nhân sinh thì đám ma là một sự kiện lớn. Đám ma là một cảnh tượng mà ở đó sẽ biểu hiện rất tập trung trạng thái nhân thế, phong hóa xã hội. Một người mất đi là một sự mất mát và tiếc thương không gì có thể bù đắp nổi. Trên chiều sâu của sự xót thương phải chăng chính là chiều sâu của phẩm chất người? Trong trích đoạn Hạnh phúc của một tang gia thì nhận quan trào phúng của Vũ Trọng Phụng đã rất nhanh nhẹn, giống như một chiếc máy quay tinh tường chụp lại toàn bộ diễn biến sinh động của đám ma. Đồng thời nó lại giống như một thứ kính chiếu yêu để lật tẩy một cách mau lẹ những mặt nạ của người đi đưa đám. Bề ngoài là một đám ma rất to tát. Một đám ma mà khiến cho người nằm trong quan tài cũng có thể mỉm cười sung sướng. Một đám ma mà khiến cho tất cả bà con hàng phố phải nhốn nháo cả lên khen rằng đám ma ấy to. Nhưng chúng ta hãy xem thực chất của đám ma ấy là gì. Tất cả những người đi đưa đám đều có một cái bộ mặt giả tạo. Bên ngoài tỏ vẻ rất đau khổ, người vò đầu, người rứt tóc, người thì đau khổ một cách chính đáng, có thể tự tử đến chết đi được, người khóc quặt cả người đi, người thì mếu máo, người thì khóc mãi không thôi, hứt, hứt, hứt. Nhưng thực sự thì tất cả đang chim nhau, chuột nhau, cười tình với nhau, rồi diễn trò trước bản sân thiên hạ. Trên bề ngoài là đám ma to tát, nhưng thực chất nói như Chu Văn Sơn, đó chỉ là sự lòe bỉ vĩ đại không hơn. Qua tình huống trào phúng này, nhà văn Vũ Trọng Phụng đã soi chiếu cho các em toàn bộ chân dung của những kẻ đi đưa đám.